Dạ Minh Quận mến chào chú anh chị. Và dạ, hiện tại thì anh em tiếp tục chia sẻ về hoàn cảnh của người chú 50 tuổi thì mắc căn bệnh, thì gia đình cũng không có tiền để điều trị. Thì điều trị tới 100 triệu của chú anh chị thì gia đình cũng đưa về, thì nhà thì chú cũng đã ra đi thì để lo sự cho chú. Thì hiện tại thì gia đình ở ấp An Tập, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì những video trước anh em cũng có đăng tải thì gia đình ở đậu một miếng đất nhà người dân ở gần đó, thì nhà nước cũng cho căn nhà tình thương của chú anh chị. Thì chú cho mắt thì cũng không có đất để chôn, thì phải nhờ người cháu hàng xóm để xin miếng đất để chôn chú ở gần căn nhà. Hiện tại gia đình thì anh em đến thì thấy hoàn cảnh khó khăn, thì qua kênh anh em cũng có hỗ trợ số tiền bước đầu cho gia đình thì để lo sự cho chú. Thì em cũng xin mời chú anh chị cùng đồng hành tiếp tục theo dõi video để cùng hỏi thăm cũng như cùng cầu nguyện cho chú sớm về nơi an nghỉ. Và dạ, em xin mời. Dạ, nó cho nằm rồi lót cái sinh minh bao của người ta đó, rồi về mai lại rồi lót cái niệm lên cho nằm đỡ. Để chạy cái gì đó rồi mới để cái niệm lên nằm. Dạ. Bây giờ là đốt luôn. Dạ, tại vì cái gạch đó nó lạnh lắm. Thì em với chồng rồi cũng ngủ giống như ba với mẹ luôn. Dạ, đâu có gì vàng giường gì đâu. Trời ơi trời. Cũng như hồi đó người ta cho dán đó, rồi xin rồi đóng dẹt nằm gì chứ đâu có dẹt bọng mua gì. Không đâu. Có mua ha. Cứ như người ta cho rồi mình lấy mình làm cái dẹt nằm đỡ, không đỡ vậy đó. Này sống chung với bà, đây là con dâu phải không? Dâu con dâu với bà. Dạ, dạ. Sống chung với bà mẹ. Anh hồi nãy đó, cái anh mà đi hái dừa. À, vợ đó, vợ của em trai nãy đó. Ừ. Em này cũng thường xuyên tiếp xúc và chăm sóc cho chú đó ha. Nghe em ở đây không ạ? Ừ. Chú bệnh như có thường ngày chú có than giảng gì với ai? Dạ không. Không? Chú như hai em là nằm, giống như kiểu nằm là ói là chịu đựng thôi, nhưng mà không có kiểu mà than với ai hết trơn á. Cô đóng cửa trước chưa? Còn nằm ói tối ngày đó, ăn vô, không có được, chị dân chỉ được ăn với cháo trắng với đường không à. Rồi. Ăn vô là chưa được 5 giây nó là ói vô hết trơn luôn. Sao mình không hỏi bác sĩ coi có cái thuốc gì uống rồi đừng để cho chú ói á. Đa lại nó người ta cũng bắt đi mua rồi chích thuốc rồi uống thuốc mà. Chích trực tiếp luôn hả? Dạ nhưng mà vẫn ói à, ói hết trơn mà không có còn trong bụng nữa. Uống nước cũng không được luôn. Chỉ như nhắm, vậy đâu có sức khỏe. Chỉ nhắm môi thôi chứ không có như mình mà uống được nước. Chỉ nhắm môi thôi, ăn cũng ăn không được luôn. Ăn là chỉ ăn được cháo trắng với đường thôi, mà mới lúc còn hơi nhẹ nhẹ thì ăn cháo trắng với đường được, còn cái lúc mà nặng là giống như kiểu ăn vô là ấu hết trơn luôn. Không có ăn được cái gì hết. Uống sữa được không? Dạ không, uống sữa được luôn. Cái gì vô cũng không được hết. Dạ vô vừa tới đây tại chắc vì cái chú bị cầm cổ, chú bị nâu nấm. Cổ là mọc nấm trong cổ á, trong cái cổ họng này nè là mọc nấm, ăn vô là nó kiểu nó ói ra hết trơn mà không có giữ lại được. Rồi để cái thau với anh bệnh. Dạ, gì mà ối tối ngày luôn. Cái bệnh gì mà ngộ cho trong không cùng cổ không được luôn, mọc nấm chỉ có ngồi thôi, ngủ là kê gối vô tường là ngồi thôi mà chứ không có nằm được. Nghe em kể mà giống như chú đau đớn, nhìn đau đớn kinh khủng thang nghe với gia đình. Vậy không ăn được cái gì luôn mà tới lúc chết cũng không có ăn được cái gì luôn. Trời ơi, chết gì là bụng cũng đói luôn. Dạ, không có ăn được gì luôn, không uống nước được luôn. Trời. Con bệnh rất là ngộ. Chị tính ra từ khi mà chú bệnh đó hôm nay là bao lâu? Dạ cũng lâu rồi, bệnh lúc nhẹ rồi xong bây giờ mới phát ra, cỡ 2 tháng nay là phát nặng ra luôn. 2 tháng nay là phát nặng, dạ, còn bệnh rồi. Thì lâu rồi ha. Dạ lâu rồi nhưng mà kiểu không có tiền để chạy á, chỉ đi khám rồi bác sĩ người ta cho thuốc uống gì thôi. Hồi lúc trước là còn hộ nghèo. Rồi xong cái mới người ta cắt hộ nghèo hồi Tết tới giờ, ra xin người ta không cho. Rồi mới kiếm mượn tiền mua cái bảo hiểm. Chờ tháng cái chở đi bệnh viện, chở ra ngoài cái người ta xét nghiệm này kia nọ, còn người ta nói mổ tới 100 triệu. Tại nhà đâu có tiền đâu mổ. Rồi mới cho chở về bác sĩ người ta cũng nói là chở về thì sống không nổi, người ta cũng nói vậy, nhưng mà tại vì đâu có tiền đâu, cũng phải chở về để nằm. Ép bụng để đem về thôi. Dạ, đúng rồi. Chứ bây giờ mình không đem về mình cũng đâu có tiền đâu. Đúng rồi, đâu có tiền đâu, để ở đó là nó bắt mua thuốc. Nó ra thôi mình mua lần mấy trăm ngàn không mà nó có tiền đâu, mỗi lần mua là phải đi kiếm mượn tiền người này người kia nặng mới ra mua được, chứ nó không có cho mình luôn.
Mượn được không? Mượn có ai cho mình không? Mượn rồi mình đi bẻ dừa đầu trừ nợ lại á. Anh bẻ chồng mượn của em ta, gái. Người ta cũng cho mượn vài trăm thôi chứ người ta đâu có cho mình mượn số tiền lớn đâu. Ừ. Như mượn vài trăm hay ba trăm vậy đó, cái mai bẻ dừa đầu trả lại. Trừ đi lại. Công kiếm tiền trừ lại. Dạ đúng rồi. Vì tính ra nhà có một mình em trai đi làm, em đâu có làm, phải trông con nhỏ. Em ở nhà, nó mấy đứa con. Dạ em có một đứa. Vậy là mày lo cho ba mẹ rồi lo cho vợ con nữa, bởi vì đi bẻ dừa, bởi vì tiền thì đâu bẻ có được gì. Bẻ dừa cũng mất bên lắm, bẻ một bữa nghỉ hai ba bữa, trời mưa này đâu có bẻ được gì đâu. Mưa là không leo được. Dạ không, mưa là nghỉ mà tại vì trơn đâu, không có bẻ. Nguy hiểm à. Dạ. Dừa thì cũng chán, phải leo leo đánh bẻ hả? Còn cái nghề cũng nguy hiểm hết chứ. Leo không lên leo lên cây. Cái dùng dây. Dạ cột. Dùng dây cột ở như ta dưới nó gạch bẻ dừa xuống. Ồ. Mình đi là có ai đi chung không hay là tự dạ leo không, lên là tự bẻ xuống? Tự leo, tự vịnh dây, tự bẻ xuống luôn. Mỗi buồng nào cũng tuột xuống chứ hả? Giống như bẻ cột hai đầu hai buồng nó rồi xuống rồi gỡ ra rồi vừa để lên xe gùa rồi đẩy xuống ghe rồi mới chở đi giao cái nữa. Trời ơi, nó cực lắm mà. Mình nên mà đi bẻ nguy hiểm nữa. Với lại bẻ mướn cho người ta đâu, cái nhà đâu có ghe có bọng đâu, như bẻ mướn ngày được trăm mấy trăm ngoài vậy đó. Phải có ai theo vịnh dây được cũng lực ha. Dạ, ngày có 100 ngoài. Mau á, nó khi mà chặt cái buồng dừa hạ xuống xong rồi có người mở dây cái đưa lên rồi chặt xuống tiếp. Dạ. Rồi kiếm tiền rồi không có dễ dàng. Có 100 ngoài mà làm khi nhà hết gạo còn không có tiền để mua nữa. Tại vì bẻ ngày có 100 mấy rồi đâu có tiền đâu mà mua đủ. Ừ, gạo bây giờ cũng mắc nữa. Bao bây giờ tới 300 mấy 400 ngàn, bẻ một ngày bẻ được có 100 mấy ngàn à. Về rồi đi kiếm văn lưới đồ kiếm cá đồ ăn. Như vậy là không có đủ trang trải đâu. Dạ, đúng rồi. Chú bệnh nữa. Rồi thêm này kia con nhỏ này kia nọ nữa. Thì là lao động chính là chồng của em kiếm tiền. Dạ rồi đi đâu có gì để ăn, cũng văn lưới kiếm cá gì đồ hỏi ổng nghiệp đâu. Ăn được gì đâu, chỉ ăn được cháo với đường không à. Ăn gì cũng ói vậy hết trơn. Cá là mình tự đi tìm thôi. Dạ đi văn lưới, lồng tông rồi đó. Vòng vòng nhà. Dạ vòng ruộng người ta này giống như mấy cái mương của người ta đó, rồi người ta không có nuôi cá, mình xin mình vô mình văn. Văn kiếm cá mình ăn. Chứ giờ đồ ăn mất, mình làm ngày có 100 mấy gì đâu có đủ mình mua. 100 mấy mà chúng ta trang trải mua. Lo vợ con, lo cha mẹ già. Dạ. Ông bệnh nữa, rồi bệnh rồi á, đi lên chảnh nuôi á, rồi đâu có ai đi làm đâu, cả nửa tháng nay đâu có đi làm đi bận gì đâu, đâu có ngày nào đâu rồi. Chuột cái bùng ra đáp thì đi ký giấy người ta mua thiếu, nặng giống như nửa rồi kiếm tiền trả lại, cũng đâu có tiền bạc gì đâu. Ký giấy gì? Như kiểu đi lên bệnh viện đó rồi chạy lên chạy xuống đựng dỡ cơm theo, tại vì đâu mua mình đâu có tiền đâu, mình ăn cơm như đó ở nhà bắt cá rồi đó, rồi mặn rồi nấu rồi đem dỡ lên trên chợ dỡ lên ăn, chứ ở chợ mua đâu có chịu nổi. Dạ đúng rồi. Mình không có tiền làm viện nữa, đâu tiền đâu mình mua đem cơm lên. Dạ ta có điều kiện là ta mua ở khu vực bệnh viện ở đây lên Sóc Trăng xa lắm, ở bệnh viện đa khoa xa lắm, mà sáng như đi văn lưới kiếm cá ra về mặn rồi đem mình chở, rồi đâu có đi làm gì được đâu quá vậy. Rồi đâu có tiền bạc gì đâu. Thì chợ còn 20 cây số, 20 cây số xa. Gái này chia sẻ mới biết được cái hoàn cảnh. Tính ra em từ khi lấy chồng rồi về đây luôn hả? Dạ, lấy chồng rồi em về đây, em ở đây cũng 5-6 năm rồi. Em ở đây đó giờ là giống như kiểu nhầm bữa là không có cơm để ăn, để có gạo ăn, nấu cháo đi mượn nhầm vòng sớm. Thật sự. Đi mượn ta. Đi mượn luôn hả? Nhà giống như kiểu mượn nhầm vòng đây nè, mượn gạo về nấu cơm. Chứ nhầm khi không có, tại vì là không có đất đủ không? Đây thì đó, mình đi mượn là dạ. Tại vì á, điện nè, nước nè, nó vô lấy thì lấy thì thép hết nữa. Rồi thêm gạo mình đâu có đủ ăn, bao giờ nó rất là mắc luôn. Gạo rất là mắc. Dạ, mấy nhầm khi tội nghiệp nó nhỏ đâu có gạo đâu, khi còn có con hai lon đi nấu cháo, ăn cũng có gạo đỏ luôn. Trời ơi. Mà buổi này mà không có gạo thì đỡ ăn luôn mà. Không có nấu rau luôn hả nhờ? Bé không? Thì chị không có thì chị lên hai ba nhà này thôi. Bữa nhà dạ. Có tiền thì mua, còn không có tiền thì thôi. Chứ giờ chung bệnh tìm có con nhỏ nữa. Có tiền thì mua cho nó uống gì nó tại nó còn nhỏ. Bé gái còn nhỏ nè. Tội nghiệp cho nhà. Chị về mặt qua cho bà nhìn. Mặt qua con. Nhắm các chị. Nhát. Sợ
con dâu của chú đây nè, chú là mất đó. Sao lạ người lạ hả? Dạ. Cuộc sống ở đây hơi cực của mình. Trời mưa cái nước, cái này lên cái này đó. Cũng làm đất không? Dạ đất hết trơn. Mưa cái là... Nó ngập vô trong nhà luôn. Mưa mà nước lớn là mấy cái này nè, nó ngập. Xài nước ra hay nước củi? Dạ em xài nước củi hết á. Nấu ngoài này hả? Dạ, nó nấu ngoài đó đó, chứ đâu có... Trời ơi, cái chỗ nấu, nấu bằng củi ngoài đó. Nó treo bóng đèn đúng không? Dạ, ở ngoài chỗ nấu đó. Mưa rồi, mưa quá rồi sao mà thấy thường, đất chưa khô nè. Là nấu cái này nè, nấu bằng củi che cho nó. Dạ, mưa cái lấy cao su người ta cho mình mai lại đó, đậy lại. Đậy lại cho nó đừng có tạt. Thì mưa là đâu có nấu được đâu. Nghe kể mà cuộc sống có cực khổ ha. Dạ. Khổ. Nội mình thấy cái đường đi ra vô không mà sình không đất đi hôm nay không có mưa nhiều đó mà còn gì đó còn lên sình nhờ hôm nay nắng nắng một ngày nắng mà còn gì đó hồi đó trời mưa không biết sao luôn đi trời mưa là nó chìm nhẹp luôn chìm nhẹp nó lên luôn. Nó lên nó sình rồi nó lên luôn á bởi vì nhà xung quanh là đất không giờ chú thì mất rồi thì giống như hết đau đớn rồi cứ nằm đó đau đớn nhìn thấy xót xa ha xót xa ăn cũng không được rồi hồi sáng này hồi hôm qua đâu có ăn gì đâu hồi hôm qua là không ăn gì luôn là sáng đây là mất luôn á là không có ăn không nói chung là đói luôn á là không có ăn bụng gì đó, trong bụng trong bụng không có gì hết không ăn gì luôn cũng không có uống gì luôn rồi thôi nha mà trước khi đó là chú có thèm ăn cái gì không chú có nói mình biết có thèm cơm mà ăn cơm không có được thèm, thèm cơm thôi à dạ thèm có ăn thèm cơm món gì không không thèm đòi ăn cơm mà giống như kiểu ăn cơm vô thì cái nó hành nó đau cái ngực này nè nó cứ hước lên nó cái bụng nó cứ kiểu nó đau nó nhói nhói lên rồi ăn vô là nó kiểu nó đau rất là đau giống như kiểu nó đau rồi ăn vô là còn đau là chịu khổ luôn trong ừ. Tại vì ngủ là ngủ ngồi mà ngủ là giống như cái tường đó đó anh thấy cái tường đúng không ngồi hả dựa vô cái tường dựa để cái lót cái gối này là dựa vô nằm là nó chỉ cái đường ở mũi trời ơi nằm là nó bị chảy cái đường ở mũi cái gì vậy dạ giống như kiểu nước hả nước với đồ ăn á là nó chảy cái đường ở mũi nằm là nó chảy cái đường ở mũi linh láng hết trơn vậy đó chỉ có ngồi thôi căn bệnh nó hành hạ quá trời ngồi là thức sáng đêm luôn ngủ nhưng mà có tiền vô bệnh viện á thì vô nước biển này kia nếu ăn không được thì vô nước biển thuốc men này kia thì nó đỡ hơn ở nhà đúng không còn ngồi sáng đêm đi đâu có ngủ đâu rồi em mà đi trong nhà đi tới đi lui ra vô rồi thấy gì chắc khỏi ngủ luôn á ngồi không à dựa nè mà do lạnh á mà đất đâu có ấm đâu lạnh nó run thôi dưới gạch khổ quá nghe kể tội nghiệp quá mắt đóng nhìn đi mắt mà không có cái dẹt để nằm mà thấy cái nãy mấy anh thấy rồi chú nằm mất rồi mà còn nằm ở dưới cái nền gạch đó rồi lại nên là chồng em đâu biết ai đâu anh đâu có biết cái hoàn cảnh của mình như thế này đâu tốt ở trong này cũng không tốt ở trong này luôn không có ai biết đúng vậy cũng nhờ chị này liên hệ ở đậu nó cho mình ở đâu thì mình ở đó thôi chứ rồi gì mình cũng muốn sửa đồ lại cũng đâu có được dạ đúng rồi tại vì đất của người ta cũng nhà con người nói chuyện sửa là phải hỏi dạ hỏi nhưng mà mình sửa mình mới có tiền nữa mình mới có tiền nữa đang trong này đang dạ. Trong cái lúc mà nồi gạo mà nội ăn hàng ngày ăn uống không mà để khó khăn rồi sửa nhà sao sửa mấy cái này nó cũng sắp một dạ, hết rồi sắp hết trơn sắp đổ ở ngoài hết tường rồi. Ở ngoài trước là nó bị bể hết trơn cái đó là nó không biết nhả tường mà còn một nữa đó tường nó ở ngoài tường là nó bị lủng lỗ cho nó nứt hết trơn rồi cái đó là giống như kiểu sập không biết lúc nào thình nó chết thình dạ thình không à con mời con chú vô nhìn mà ừ. Vô hả em có vô được không dạ không em không, chị trên cũng đi cũng mình lên lên trên hả màn tắm rồi em trên có trốn chị vô được dạ cái hình ảnh nhạy cảm bây giờ bắt đầu đưa vô áo quan đó đưa áo quan chút xíu giờ lại con rất tí lên đây chút xíu bây giờ thì ở đầu gia đình cũng vô dịch mặt cuối cho anh thì mấy cô đâu cũng chuẩn bị để gia đình vô nhìn chú là cuối hay gì đạo Phật cái bàn của chú dạ chú anh vô được rồi dạ dạ vô được rồi dạ dạ mấy cái ghế á hay gì đạo Phật hai cái đi
của Hương Dương là 70 tuổi. Đây là ảnh của chú anh chị. Điệp xong rồi. Nhà cửa cho áo giờ người thân gia đình bắt đầu đội tang á, đội tang cho chú nè coi nha. Dạ, đây là chú Đực, chú Nguyễn Văn Đực, 70 tuổi nha coi nha. Mắc một căn bệnh hiểm nghèo, khối u trong đường ruột cũng như là trong cổ họng cũng có. Lấy ghế cho ngồi thấy. Như cho cho mấy anh ngồi đi. Thôi 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 được rồi cô con không ngồi. Dạ. Anh đi đã phải làm để chuẩn bị để cấp hương. Thật sự thì phút này thì anh cũng rất là đau lòng với đứa chị. Có để con một chút nước cũng đủ luôn. Cũng lớn tuổi. Cha nhá. Dạ lắm. Đúng rồi. Xong con ra con về rồi đó. Xong. Dạ. Dạ, bị xong rồi. Dùng chút. Cái nhà ở bên phụ ha, bao phụ để làm. À, phụ. Dạ. Anh trai cũng ở cái bên á, khi mà anh cũng qua phụ nha. Cô thì rất xúc động với cái đón chị. Mọi người các bạn ngồi tới đi. Đi các bạn hả? Giờ này cũng khuya nhưng mà khuya rồi. Dạ. Sự thì có nhiều cái hoàn cảnh đó. Mình không có biết được á. Khi mà đến trực tiếp như vậy nè, thì nghe những lời thực tế mình thấy cái cuộc sống quá khó khăn, quá cực khổ. Cái gạo mà cũng không có để nấu ăn, để nấu cháo ăn thôi nha. Giống như ngày xưa luôn, giống như khoảng mười mấy 20 năm về trước đó. Hiếm ừ. Gạo á, ừ. Hiếm gạo rồi phải nấu cháo à. Gạo bây giờ thì cũng mắc nữa. Đúng rồi, cái này. Cái hoàn cảnh của gia đình thì quá khó khăn nên là không có tiền để mua gạo. Ít gạo. Các chú là bệnh đường ruột á, nếu mà có tiền mà điều trị sớm thì cũng không đến nổi. Dạ. Do là không có tiền nữa thôi nha. Không có tiền cứ để hoài. Để hoài ở nhà chịu chồng. Trời ơi, nó đau lòng. Con dâu hồi nãy thì con dâu của chú hồi nãy thì cũng chia sẻ với anh em mình đó. Mình đang cũng mặc bộ con cái này. Cũng như mặc hết. Rồi cái nhỏ nó khóc kìa. Rồi người con đứa nhỏ nó khóc kìa. Cái nào? Cháu nội. Cúng thì để một đũa chính giữa cho chú hai bên thì mời hai đũa chính giữa cái cơm chính giữa là của chú hai bên đó là mời không có làm bệnh như kia mình thắp cái đũa nếm hương để cô ra để cô ra thắp cái hai mặt này dạ. Cái giờ con đúng rồi đó. Dạ, dạ. 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 Nó ở tủ 1. Dạ. Nó bây giờ nó có nó là nó đúng rồi. Dạ. 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 Thấy hoàn cảnh khó khăn lắm. Bây giờ cái bụng nó tăng ăn không ăn uống gì. Vì nó chuẩn bị chết đó nhưng mà cũng cái chúng còn cảnh không kịp gì đó. Dạ. Nhiều khổ mà dính cái bệnh là khổ rồi chứ không nghe thầy. Cái bụng nó bây giờ cũng như đàn bà có tuổi là phẳng băng này nè. Rồi. Cái dầu bập đùi nó là còn bằng bụng tay. Ôi, bệnh quá nặng. Giống như sơ gan của chú. Sơ gan của chú mà. Bụng to. Bụng bây giờ em cho chú xin cái điện thoại. Dạ. Mấy em tới vợ tôi thôi chứ không phải là gì. Còn cái đi đứng của mấy em, còn mấy bên anh lo cho tôi. Dạ. Quỳnh thầy đây là thầy hôm nay cũng đến đây để tụng kinh siêu cho ông Nguyễn Nhân Đực, chú Nguyễn Nhân Đực nha. Cái này đốt cái nhà mã đốt mà này đi cái ra được nhờ em gái ơi. Giờ em gái gì con lại thắp cho giùm anh mấy nén hương ba nén hương cho anh thắp hương cho chú
ba nén. Nam mô Di Đà Phật. Di Đà Phật. Nhờ anh gái đó. Hôm nay thì đến đây thì cũng chia sẻ về cái hoàn cảnh của chú Đực 70 tuổi thì cũng thay mặt khán giả Mạnh Thường Quân cũng phát cho chú một nén hương. Còn đưa anh đốt đi, thầy đưa anh. Cầu cho hương hồn của chú được an nghỉ, an siêu thoát và phù hộ cho gia đình người thân. Anh Di Đà Phật. Dạ, con. Xin thắp chú nén hương cầu nguyện cho chú sớm về nơi nghỉ. A Di Đà Phật. Chia sẻ về cái hoàn cảnh gia đình mình á, thì tụi con cũng thay mặt khán giả cũng như là Mạnh Thường Quân, cho nên anh em tụi con nói là cũng xin gửi lời chia buồn đến gia đình mình ha. Dạ. Thì bên cạnh đó thì con cũng khi mà đến đây này thì thấy được rồi biết được cái gia đình mình đang gặp khó khăn, có chuyện buồn nữa, con cũng xin phép Mạnh Thường Quân gửi cho mình ít tiền á để phụ lo cho cái phần đám tang á cô. Dạ. Thương cô cả nhà. Đây là con dâu. Bây giờ thì em cũng xin phép với Mạnh Thường Quân với nhà Tâm thì cũng gửi cho gia đình một số tiền đó để hỗ trợ cho trong cái đám tang của chú Đực 70 tuổi. Giờ thì đầu tiên thì con cũng xin phép anh Trần Tài Tình ở Sóc Trăng hỗ trợ cho gia đình mình là 500.000. Tiếp đó thì có chú Sưng Việt Kiều Mỹ hỗ trợ là 500.000. Tiếp nữa thì có cô Ngọc Việt Kiều Úc hỗ trợ 500.000. Tiếp nữa thì có cô Nam Hoàng, chú Di My Nguyễn, Việt Kiều Mỹ hỗ trợ 500.000. Cuối cùng thì có anh Thức, Việt Kiều Mỹ cũng xin phép anh là hỗ trợ cho gia đình là 1 triệu đồng. Thì con đến đây thì con gửi cho cô là 3 triệu đồng ha. 3 triệu đồng. Cầm máy mình được. Cầm nha. Giờ thì cũng xin phép Mạnh Thường Quân gửi số tiền này đến cho gia đình luôn để cho cô phụ vô cái phần lo hậu sự á. Thì cô nhận giúp con nha. Thì gọi mình đây 1 triệu. Thấy không luôn? Dạ thấy. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Đây là số tiền của nhà Tâm. Cảm ơn chú. Dạ. Cô cố gắng lên nha cô. Cũng xin cảm ơn quý nhà Tâm rất là nhiều. Cũng như là lúc đầu đến hỗ trợ cho gia đình mình á. Dạ. Đến đây thì cũng xin chia buồn với gia đình rất là nhiều. Thì qua kênh Quý Sa Tộc với lại cùng anh em ở Sóc Trăng thì cũng xin phép quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm gửi cho gia đình một chút ít tấm lòng yêu thương nữa. Thì đầu tiên là có chị Phương Việt Kiều Mỹ là gửi 500, cô Mai Việt Kiều Mỹ là gửi 500, cô Phượng Việt Kiều Mỹ là gửi 500. Cũng xin phép chị gái giấu tên ở bên Mỹ là gửi 500. Cũng xin phép cô Trúc Trần ở bên Úc gửi thêm 500 nữa. Tổng cộng với số tiền gia đình nhận được là 2.500.000 thì cũng hỗ trợ cho gia đình lo hậu sự, lo nhang đèn cho chú ha. Dạ. Kênh anh em thì cũng gửi thêm tình thương của nhà hảo tâm á để hỗ trợ cho gia đình trong cái lúc khó khăn này. 2.500.000. Đây ha, để cho cô ha cô. Đây là 200, 400, 600, 800, 1 triệu. 200, 400, 600, 800, 1 triệu, 2 triệu. 100, 200, 300, 400, 500. 500 ngàn. Cảm ơn. Dạ. 2 triệu, 500 ngàn. Thì cũng cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã thấy được những hoàn cảnh khó khăn, chung tay giúp cho gia đình có được một số tiền để lo cho chú. Đây thì cũng cảm ơn quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều ha. Thì hôm nay đến thì qua kênh của anh em thì tụi con nhóm tụi con á thì cũng hỗ trợ gia đình mình được 5.500.000 ha cô. Dạ. Vậy em gái có gửi lời nào đến Mạnh Thường Quân không? Không rất nhiều, tại vì gia đình em cũng cái số tiền này gia đình em cũng được phần nào. Giống như bước đầu anh em đến hỗ trợ cho gia đình mình. Dạ. Nghe em gái kể mà thương lắm cô. Ngôi nhà mình không sinh sống ở đây là nội cái đường đi nước bước là đã khổ rồi. Rồi ăn uống này kia, tiền bạc không có mình con trai cô làm à. Đó, đi trèo đi hái dừa này kia. Nghe kể mà thương lắm luôn.
cô cố gắng ha, cố gắng nghỉ ngơi cũng như là gia đình mình cũng để lo bình tĩnh để lo cái hậu sự cho chú ha cô ha. Dạ thì cũng không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân cũng như là bước đầu đã hỗ trợ gia đình. Thì anh em cũng sau khi mà đêm nay thì tối rồi về khi đăng tải video lên á thì cũng rất là mong muốn Mạnh Thường Quân tiếp tục thương gia đình và hỗ trợ cho gia đình, tại vì gia đình rất là khó khăn đó cả nhà, rất là khó khăn. Chú thì mất rồi nhưng giờ còn cô nè, quá thương luôn. Rồi cô giữ gìn sức khỏe nha, con chào cô nha, cô lo công việc nha. Dạ con. Rồi anh chào em luôn nha. Rồi cô con xin cái này nha. Rồi cô có làm gì làm đi. Dạ cô cất tiền ha. Rồi dạ. Rồi dạ. Giờ này cũng tối. Đây mấy chị mấy cô rồi cũng giờ này đường thì lót lá không. Dạ, chưa rồi anh em cũng mới chia sẻ hoàn cảnh của chú thì gia đình rất là khó khăn. Trên mấy anh thì cũng có hỗ trợ cho gia đình số tiền. Để lâu sự cho chú thì mong chia sẻ cũng được sự đồng cảm thương từ tấm lòng với nhà hảo tâm. Tiếp tục hỗ trợ cho gia đình để có tiền lâu sự. Xin hẹn của chú anh chị những video tiếp theo. Dạ, xin chào.